Thưa quý vị, Ban tổ chức cuộc thi ảnh video Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam 2024 có thông báo sẽ gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi đến 24 giờ ngày 15 tháng 10 tới, thay vì trong tháng 8 năm 2024 như kế hoạch ban đầu. Các tác phẩm ảnh và video gửi về dự thi vẫn gửi theo địa chỉ https://happy.vietnam.vn/cuocthiinhvideovietnamhanhphuc.happyvietnam2024 được phát động từ tháng 3. Sau 5 tháng, ban tổ chức đã nhận trên 3.500 tác phẩm tham dự cuộc thi đến từ 63 tỉnh thành. Đáng chú ý, có nhiều tác phẩm là của người nước ngoài. Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có số lượng dự thi nhiều nhất với hơn 300 tác phẩm, tiếp đến là Hà Nội với hơn 250 tác phẩm và An Giang với hơn 200 tác phẩm. Đây là cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức nhằm mục tiêu phát triển và tôn vinh những khoảnh khắc, những câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam thông qua những tác phẩm ảnh, video.